Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền lực tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu trí thức. Cũng xin sám hối với đạo tràng. Bão ngoài trời cũng bão số 9 mà cũng là bão trong lòng. Hôm nay vô trễ, điện thoại chúng tôi mới đến được pháp hội, giờ mà chưa tới, sớm giờ mà chưa vô được, uống hoài vậy. Bởi khi mà nghe vậy chúng tôi giật mình, còn không trách nhiệm chúng tôi đã làm sai. Còn như lúc kiến chất, cho nên là điều đúng. Nhưng mà không phải vì lý do bảo mà có lý do để mà có thể trốn tránh ha. Thôi, xin xem hối việc. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 363. Trước khi triển khai bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatayasa Vanda Mi Mutho Mahesi Arahantathayato Lo Kutamo Tappagaru Hichithako Lokasa Thay Chanadam Mako Vido Vanda Mahantan Rarapu Chanayakan. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sinh Bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đệ Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ vi gia tá sa sát nô lô ca nó mạnh phá sa vi na kha rô cô tất bà nhu vô thóc bát đi bồ thí sanh nhá tô quần đà ma hành tầng ra ra phù. Cái này giác ẩn pháp bảo vi nhân vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy dựng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lên lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá sá sá quá khô sá khá chú ca mô quá lá thầm bá sá khá khô ninh đà bá sân sá đi á nà đá rô quá rô quần đà má hành tần ná rá phù. Chân này giá cần Tăng Bảo xin mong Phật Đà tâm học môn rõ nên mà phật thân các ngài thanh tịnh vi trần sa lệ thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra thành nát tới gia tế chê nát sức khà mê ê tu quá tha năng ta xà bi à lúc hòa quê nát xa xà dê nát sức trả tụ. Cầu xin Tâm Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đạt thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ở Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học về hôm nay, câu Phật ngôn 363. Alo, quý vị nghe rõ không? Đó rồi, Sa Thú, Sư Tiền Na, Sư Tiền Vũ, Sư Kiềm Nhung, Sư Thần Mây, rồi Sư Thanh Hoàng cũng dạ có luôn. Rồi, Hoàng Yên. Câu Phật ngôn 363 để quý vị khỏi phân tâm, tức là chúng tôi chỉ đưa lên cái phần Pali thôi. Ngắn, gọn. Chỉ có bốn câu ha. Chúng ta chú tâm vào phần Pali này. Còn phần ý nghĩa tiếng Việt á, từ từ tính sau. Bây giờ chúng ta đi vào
nội dung 363 vô mu kha sanh giá tô phích khu vô mu kha sanh giá tô phích khu vô mu kha sanh giá tô khu. Câu số 2 mình tao pha ni anuttaro mình tao pha ni anuttaro mình tao pha ni anuttaro. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Vô mu kha sanh giá tô phích khu mình ta pha ni anuttaro tha tô vô mu kha sanh giá tô phích khu mình ta pha ni anuttaro anuttaro. Rõ mà. Bây giờ đưa lại quý vị thấy anuttaro chứ không phải là anuttaro ha. Chắc đọc sai cho nên quý vị mới có ý kiến vậy ha. Rồi bây giờ đọc lại nè. Vô mu kha sanh kha giá tô phích khu mình ta pha ni anuttaro. Chậm á, rõ á, thắc mắc thì có ý kiến nha. Đọc lại hai câu này nè. Vô mu kha sanh giá tô phích khu mình ta pha ni anuttaro. Được chưa? Câu số 3, câu số 4. Thần thầm mừng chắc đi về tí. Thần thầm mừng chắc đi về tí. Thần thầm mừng chắc đi về tí. Câu cũng cùi áo quen câu cuối cùng nhé. Ma thu rằng ta sa pha si tăng ma thu rằng ta sa pha si tăng ma thu rằng ta sa pha thích tăng. Rồi ông lại câu ba câu bốn nghe. Thần thầm mình cha đi bề ti ma thu rằng ta sa pha si tăng thần thầm mừng cha đi bề ti ma thu rằng ta sa pha si tăng thần thầm mừng cha đi bề ti ma thu rằng ta sa pha si tăng. Rồi giờ từ trên xuống dưới ha. Vô mu kha sanh kha tô phích khu mình ta pha ni anuttaro thần thầm mình cha đi bề ti ma thu rằng ta sa pha si tăng vô mu kha sanh kha tô phích khu mình ta pha ni anuttaro thần thầm mình cha đi bề ti ma thu rằng ta sa pha si tăng. Đó là kinh đọc thứ nhất ha. Kinh đọc thứ hai theo dòng kinh nè. Vô mu kha sanh giá tô phích khu mình ta pha ni anuttaro thần thầm mình cha đi về ti ma thu rằng ta sa pha si tăng vô mu kha sanh giá tô phích khu mình ta pha ni anuttaro thần thầm mình cha đi về ti ma thu rằng ta
sắc pha si tăng. À, đó là giọng kinh ha. Giọng kinh chúng ta có hai cách đọc, còn giọng kệ thì chỉ có một cách đọc mà thôi. Cách đọc của giọng kệ tức là đọc một lần hai câu ha, nhưng mà trong hai câu đó chúng ta đọc bốn, bởi vì câu tám từ để chúng ta chia làm hai, bốn, nhưng mà phải đọc một lần hai câu, đừng bao giờ đọc từng câu một ha. Nếu mà quý vị đọc từng câu một ha, nghe nó rời rạc, nghe nó nhát gần, nghe nó không nâng đỡ đâu. Tức là tung và hứng, tức là một câu lên một câu xuống, mà quý vị đọc từng câu một thì nghe giống như là đọc kệ vậy, nghe là kệ là sao cũng được. Nhưng mà đọc kệ mà đọc từng câu một thì nghe không giống ai hết đó. Cố gắng ha, đọc lần hai câu ha. Bây giờ trong cái dòng kệ như thế này, bốn nè. Vô mô kha sân và tô phi khu mần ta pha ni anun tha tô a thăng tham mân cha đi bê tì ma thu răng ta sa pha si tăng. Vô mô kha sân và tô phi khu mần ta pha ni anun tha tô a thăng tham mân cha đi bê tì ma thu răng ta sa pha si tăng. Vô mô kha sân và tô phi khu mần ta pha ni anun tha tô a thăng tham mân cha đi bê tì ma thu răng ta sa pha si tăng. Alo, quý vị còn nghe không? Bảo ngoài trời, bảo trong lòng. Cho nên hôm nay không biết là ra lố ông trùm vậy, nhưng mà không biết là quý vị còn nghe không? Nghe được là tốt rồi. Sa tú. Có nghe như vậy thì quý vị mới biết rằng cái chuyện bên ngoài và quan bên đi. Nhưng mà bây giờ chúng đến với nhau và thấy Ship Mita mà đưa tay lên là quan hỷ rồi ha. Rồi sao tôi Ship Mita xin mời. Không nghe tiếng gà gái hả? Không cả chó nó sủa. Trời ơi, khổ quá cái bà này. Học là học đi, chó sủa gà gái mà còn chú ý, trong khi nói muốn khang tiếng thế này mà không biết là đọc có đúng hay xong không thế này. Rồi chú là đưa tay lên rồi biết. Rồi mời Ship Mita. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài trước, bởi vì một lát nữa là con bận, con không có trả bài được. Dạ, con xin phép đạo tràng cho con trả bài trước. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 363. Vô mu kha sằng giác tô phích khu mần ta phà ni anut tha tô ác thằng thầm măng cha đi bề tí ma thú rằng ta sa phà si tăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, mú khá hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, manh trường âm nhấn, tá đoạn âm, pha ni hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, thá đoạn âm, tô trường âm thông thường.
con xin đọc lại hai câu. Yo mu kha sang yat to phích khu man ta pha ni anut ta to. Câu 3, câu 4. Át trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đi b là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má đoạn âm, thú đoạn âm và răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát là trường âm nhấn, xá đoạn âm, pha trường âm thông thường, xí đoạn âm và tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại hai câu 3, 4. Át thăng thăm măng chất đi bê tí ma thú răng tát sa phà si tăng. Và con xin đọc hết bài. Dô mu kha sang giác tô phích khu mạnh ta phà ni anut tha tô. Át thăng thăm măng chất đi bê tí ma thú răng tát sa phà si tăng. Dô mu kha sang giác tô phích khu mạnh ta phà ni anut tha tô. Thằng thầm mang cha đi bề tí mã thu rằng tắt sa phà si tăng. Con xin đọc lại lần nữa đây. Dô mu kha sang giá tô phật cú mạnh ta phà ni anut tha tô. Thằng thầm mang cha đi bề tí mã thu rằng tắt sa phà si tăng. Dạ con xin kể. Dô mu kha sang dạ tô phích khu mạnh ta pha ni hà nuốt tha tô. Ác thẳng thăm măng chà đi bê tí mà thu răng tát sa pha si tăng. Dô mu kha sang dạ tô phích khu mạnh ta pha ni a nuốt tha tô. Ác thẳng thăm măng chà đi bê tí mà thu răng tát sa pha si tăng. Tỳ kheo chế ngữ miệng vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa lời lẽ dịu ngọt ngào. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo. Nam mô Buddha giả, Nam mô Thamma giả, Nam mô Sangha giả. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú 363. Yo mu kha sang ya to phích khu man ta pha ni anuttato. Át thăng thăm măng cha đi bê tí ma thu răng ta sa phà si tăng. Yô mu kha sang ya tô phích khu mạnh ta phà ni anut tha tô. Át thăng thăm măng cha đi bê tí ma thu răng ta sa phà si tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yô mu kha sang ya tô phích khu mạnh ta phà ni anut tha tô. Yô trường âm thông thường, mú khá hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, man trường âm nhấn, tá đoạn âm, pha ni hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, thá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yo mu kha sang ya to phích khu mạnh ta pha ni anut tha to. Át thăng thăm ma đi bê tí ma thu rằng ta sa pha si tăng.
át, trường âm nhấn, thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm, trường âm nhấn, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá, đoạn âm, đi, bê, hai trường âm thông thường, tí, đoạn âm, má, thú, hai đoạn âm, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tas là trường âm nhấn, xá, đoạn âm, pha, trường âm thông thường, xí, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át thăng thăm măng cha đi bê tí thắp, xin đọc lại, át thăng thăm măng cha đi bê tí ma thu rằng ta sa pha si tăng, yo mu kha sang ya to phích khu mạnh ta pha ni anut tha to át thăng thăm măng cha đi bê tí ma thu rằng ta sa pha si tăng. Yo mu kha sang ya to phích khu mạnh ta pha ni anut tha to át thăng thăm măng cha đi bê tí ma thu rằng ta sa pha si tăng. Yo mu kha sang ya to phích khu mạnh ta pha ni anutha to át thăng thăm măng cha đi bê tí ma thu rằng ta sa pha si tăng. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con có sai, kính nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con xin xuống mic. Dạ con cảm ơn sư. À, thân mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 363. Yo mukha sang yato phikkhu mantapani anuttato atthang tham mang cha di phe ti madu khu rang tassapha si tăng. Yo mukha sang yato phikkhu mantapani anuttato atthang tham mang cha di phe ti madu rang tassapha si tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo, trường âm thông thường. Mú, há, hai đoạn âm. Sang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Khích, trường âm nhấn. Khú, đoạn âm. Manh, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Pha, ni, hai trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Nút, trường âm nhấn. Á, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yo mu kha sang ya to phích khu mạnh ta pha ni anut tha to. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Át, trường âm nhấn. Thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thăm, trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá, đoạn âm. Đi, phê, hai trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Má, thú, hai đoạn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tác, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Pha, trường âm thông thường. Xí, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Át, thăng thăm măng cha đi phê tí ma thu răng tát sa pha si tăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 363. Yo mu kha sang ya to phích khu măng ta pha ni anut tha to. Át thăng thăm măng cha đi phê tí ma thu răng tát sa pha si tăng. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ thưa con kính chào đạo tràng, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con và quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài 363. Yo mukha sang ya
tu phi khu man ta pa ni anu ta tu atam tham mang cha ti phe ti matu rang thasa pa si tang yo mukha sang ya tu phi khu man ta pa ni anu ta tu thăng tham mang cha ti phê ti ma thu rằng tha sa pa si tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo mukha sang ya tu piku mata pa ni anu tha tu. Yo trường âm thông thường, mukha hai động âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ya tu xin lỗi ya đoạn âm, tu trường âm thông thường, piku trường âm nhấn, khu đoạn âm, mang trường âm nhấn, tá đoạn âm, pa ni hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nước trường âm nhấn, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, vô mu khát sang ya tô phi khu mát tá pa ni anh nước tha tô nhà tại đoạn ba đoạn bốn áp thân tham mang cha ti kệ ti ma hu đằng thất sa pa si tăng át trường âm nhấn thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm thân tham trường âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm chát đoạn âm ti kệ hai trường âm nhấn ti đoạn âm mắt thuốc hai đoạn âm đằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm thất sa thất trường âm nhấn sát đoạn âm pa trường âm thông thường xí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ác thần tham mang cha đi về ti mạn thư rằng tất sa pa si tăng. Dạ thưa con đọc, xin đọc lại nguyên đoạn. Yo mukha sang yato piku manta pa ni anuttato thăng tham mang cha ti phê ti ma thu rằng pa pa si tăng. Dạ thưa con đọc xong rồi, có sai xin sư chỉnh sửa giùm cho con và xin các anh chị chỉnh sửa cho con. Con xin cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức. Con xin mến chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài pháp cú câu 363. Yo mukha sang yato bhikkhu manta phani anuttato athang thammang chatti vedima turang thassa và si tăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo là trường âm thông thường, mu là đoạn âm, khá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng âm. Giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, pik là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, man là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, ni là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nước là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yo mu ca sang ya to bhikkhu manta pa ni anuttato. Câu 3, câu 4. Á là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, bê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu số 4. Má là đoạn âm, thú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Á thăng tham mang cha đi bê đi ma thu răng thát sát và xí tăng.
Yomukasangyato pikku manta vani anutta to tato atang tamang jade bedima tutvang tasa vasitang. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Yomukasangyato pikku manta vani anutta to atang tamang jade bedima tutvang tasa và si tăng. À, cha con khỏi kể hôm nay được không sư? Kể còn chưa có được gì mấy. Dạ, dạ thôi để con kể nha. Không có gì chịu khó lắm nghe. Yêu mu ca sang ya to bình khu mata phani anu tato atang tamang jade peti maturang tasava sitang yomukasang yato pinku matafani anutatato atang tamang jade peti matutavang tasava sitang. Dạ, con xin xin biết ạ. Con xin cảm ơn đạo tràng. Con có sai, xin đạo tràng sửa giùm cho con. Con nhờ sư sửa giùm dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào thân thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 363. Yô mu khát sang giá tô bích khu mạnh tắp phàn anuttato attang thammang cha di be ti mathu rang tassa pa si tang yo mukha sang yato bhikkhu mantapa ni anuttato. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Yo là trường âm thông thường, mu khá là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, pik là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, man là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, pa ni là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yo mukha sangyato bhikkhu mantapa ni anuttato. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Attang thammang cha di be ti mathu rang tassapa si tang. At là trường âm nhấn, thang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, mang là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, di B là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má, thú là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át thằng thầm măng cha đi bê ti ma thu răng ta sam pa si tăng. Dạ, con xin đọc lại. Yô mu khát sang yát tô bích khu măng ta pa ni anut tha tô át thằng thầm măng cha đi bê ti ma thu răng ta sa pa si tăng. Yô mu khát sang yát tô bích khu măng ta pa ni anut tha tô át thằng thầm măng cha đi bề ti ma thu răng tát sa pa si tăng. Yo mu kha sang ya to bhik khu man ta pa ni anut tha to át thằng thầm măng cha đi bề ti ma thu răng tát sa pa si tăng. Yo mu khát sang ya to bhik khu man ta pa ni anut tha to
Anh thăng tham măng cha đi bê tì ma thu răng ta sa pa si tăng. Dạ con đã đọc xong, dạ con nếu có sai con xin sư chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn, con xin mời cô Thanh Hoàng ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ, con kính đảnh lễ đạo tràng, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 363. Yo moka sang yato fikhu manta phani anuttathato athang tham mang cha di pe ti tha ma thu rang ta sa pha si tang yo moka sang yato fikhu khu màn ta phà ni anut ta ro ta tổ át thằng tham mạnh cha đi pe ti ma thu rằng ta sa phà si tạng. Con xin phân tích câu một câu hai. Yo mu kha sanh ya to phik khu màn ta phà ni amut anut ta tổ vô trường âm thông thường mú há hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giản âm tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, măn trường âm nhấn, tá đoạn âm, pha ni hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, thá đoạn âm, tô trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại ạ. Yo mukha sanh cha to phik khu man ta pha ni anut tha to. Câu ba. At thang tham manh cha di pe ti ma thu rằng ta sa pha si tăng. At là trường âm nhấn, thang là trường âm giọng đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, manh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đi pê là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má thú là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con đọc lại cả bài. Yo mukha sanh ya to phik khu man ta pha ni anut tha to át thằng tham mạnh cha đi pe ti ma thu rằng sa ta sa pha si tăng yo mukha sanh ya to phích khu mạnh ta tha ni anut tha to át thằng tham mạnh cha đi pe ti ma thu rằng ta sa pha si tăng. Con xin kể. Yo mukha sanh ya to phích khu man ta pha ni anut ta tha to át thằng tham manh cha đi pe ti ma thu răng ta sa si tăng yo mukha sanh ya to phích khu man ta pha ni anut tha to át thằng tham manh cha đi pe ti ma thu răng ta sa pha si tăng. Dạ con xin xuống mic, con xin ngài sửa cho con ạ. Con kính cảm ơn sư và quý đạo hữu ạ. Xin mời tĩnh tâm ạ. Alo 123 123. Sư Thanh Hoàng bị phóng tâm ha, chắc đi dân y ở dưới Cần Thơ ha, ở Ô Môn á, quan hỷ quá rồi cái bị phóng tâm vui quá đi, rồi một cái trường âm thông thường để đọc, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha, anuttato, chữ anut hát tô thì chữ tô này là trường âm thông thường nha, chứ không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sĩ Thanh Hoàng ơi, chắc là đi dân y cách thế ná ở dưới chùa của ngài Đầu Như á, có ngài Bửu Chánh nữa, hoan hỷ quá nên coi như ủa biết hả,
đọc sai mà cũng biết nữa là quá hay rồi. Rồi tuyệt vời. Chỉ có sai cái chữ Anuttato, chữ tô này là trường âm thông thường chứ không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Rồi sa thú Sĩ Tịnh Hòa. Mời Sĩ Tịnh Tâm, còn nếu mà Sĩ Tịnh Tâm không lên thì xin mời chiếc lá mùa xuân ha. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Sư Chi Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào quý hữu. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 363. Dạ, con xin đọc hết nguyên bài. Yo mút ca sằng giá tồ phích khú măng tá phà ní à ní à nút thá tồ thằng thầm mằng chá đi bề tí má thú rằng tá xá phà xí tầng dồ mút khá sằng giá tồ phích khú tá phà nì á nút thá tồ ắt thằng thầm mằng chá đi bề tí má thú rằng tá xá phà xí tầng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo mút khá sẵn giá tồ phích cú mạnh tá phà nì á nút thá tồ. Dạ, yo là trường âm thông thường. Mút là trường, mút khá là hai đoạn âm. Sẵn là trường âm đọc theo trường âm. Đọc theo duyên âm. Giá tô là hai trường âm thông thường. Phít là trường âm nhấn. Khú là đoạn âm. Mành là trường âm nhấn. Tá, tá là đoạn âm. Pha, ni là hai trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Nút là trường âm nhấn. Phá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Dô mút khá sẵn giá tô phít cú mạnh tá phà nì á nút thá tô. Dô mút khá sẵn giá tô phít cú mạnh tá phà nì á nút thá tô. Dạ, con xin đọc câu 3 và câu 4. Ách thằng thầm mằng chá đi bề tí má thú rằng tá xá phà xí tầng. Ách thằng thầm mằng chá đi bề tí má thú rằng tá xá phà xí tầng. Dạ, con xin phân tích nè. Ách là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm, đi bê là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Mát là trường âm nhấn, thú là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Pha là trường âm thông thường. Xí là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc hết nguyên câu ạ. Dô mút khá sằng giá tồ phít khú mành tá phà nì á nút thá tồ ách thằng thầm mằng chá đi bề tí má thú rằng tá xá phà xí tầng. Dạ, con cũng xin kể. Vô môn kha sẵn gia tô phút phít khô mà tam phá ni à nút thá tồ ắt thăng thăm mắng cha
đi bê thì mà ru răng ta xa phá si tăng. Dạ con mô Phật, con xin xuống mít và dạ, con có sai xin sư và quý đạo hữu chỉnh sửa dùm cho con ạ. À. Dạ con xin mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123, Sư Tịnh Tâm hả? Tôi tưởng Sư Tịnh Tâm là chiếc lá mùa xuân chứ, ai ngờ không phải hả? À, cái câu Phật ngôn 363, Sư Tịnh Tâm sai hai chỗ. Đoạn âm mà cho đó là trường âm hả? Chữ giác tô, giá là đoạn âm chứ không phải là trường âm ha. Rồi chữ má thú răng, chữ má là đoạn âm chứ không phải là trường âm nhắn ha. Alo, Sư Tịnh Tâm nghe lại nha, vô trong Facebook á, nghe lại đi. À, sai hai chỗ nha. Chữ giá tô, chữ giá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường. Rồi chữ má thú răng, má thú là hai đoạn âm chứ không phải là chữ má, cho đó là trường âm nhấn ha. Rồi chú ý nghe, Sư Tịnh Tâm chỉnh sửa lại nha. Ồ, cái nick này cũng mới mà như vậy là tiến bộ rồi, thành công. Đọc sai như vậy là tốt, bởi vì sai mình mới sửa chứ. À sai rồi, sa thu Sư Tịnh Tâm. Rồi bây giờ xin mời Sích Hà. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Mà, dạ, Nam mô Sần Thầy. Dạ, dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ Kiều Công Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng và con xin chào bà. Yo Mukha Sang Yato Fikku Manta Phani Anut Tha tô át thăng thầm măng cha đề bề ti ma thu rằn ta sa phà si tăng. Yô múc khá sang yát tô phích khu mòn ta thà ni á nút tha tô át thăng thầm măng cha đề bề ti ma thu rằn ta sa phà si tăng. Yô là trường âm thông thường, mú khá là hai đoạn âm, xăng là trường âm, đọc theo dạng nguyên âm, giá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường. Phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Vô múc khá xăng giác tô phích khú man, tá thà nì á nút thá tô. Man trường âm nhấn, tá đoạn âm, pha ni hai trường âm thông thường. Á đoạn âm, trường âm nhấn, thá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yo mukha sang yato fikku man ta tha ni anuttato. Câu 3, 4. Át thăng thầm măng cha đề bề ti ma thu rằng ta sa phà si tăng. Át là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá, đí là hai đoạn âm, bê trường âm thông thường, tí đoạn âm. À, thằng thầm măng cha đề bề ti ma thu rằng ta sa phà si tằng. Má là đoạn âm, má thú là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thás là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3-4. A thằng thầm măng cha đề bề ti ma thu rằng ta sa phà si tăng. Yô múc khá sang yát tô phích khú mạn ta ni a nút tha tô. Át thăng thầm măng cha đề bề ti ma thu rằng ta sa phà si tăng. Còn xin cái yô mukha sam ya to sikhu man ta
phani anuttato athang khammang cha de pe ti maturang tas safasitam. Dạ, con có sai, xin ngài sửa cho con. Con xin trao mít cho vị kết. Alo, chức Lan Mùi Xuân xin niệm từ cho chúng ha. Đọc sai mà sao mà xích kim lại cho ba cành hoa, xích kim nhung cũng vậy. À, người ta đọc sai mà còn là tặng hoa mà coi như là như vậy là thích để cho người ta sai nữa là sao? Sai phải sửa. Đi bê tí hai trường âm thông thường. Hai trường âm thông thường mà chỉ đi nè, nó đó là loạn âm. Thiết hạ muốn tạo một cái sự cố để cho bà con có theo dõi hay không. Mà khi mình theo dõi mình thấy người ta đọc sai thì mình phải chỉnh, phải sửa chứ. Người ta sai mà còn tặng hoa nữa. Trời ơi, chiếc kim nè, chiếc kim nhung nè, rồi chiếc tịnh tâm nè. Hả? Ta sai phải chỉnh người ta chứ, rồi phải, người ta sai mình cũng buồn phước theo hả? Phải tùy hỷ theo hả? Đâu được. Chứ đi là trường âm thông thường, mà cho đó là một đoạn âm hả? À. Đọc lại một chút nữa hả? Thôi, từ từ, để khi nào mà không ai đọc á, là mình mới chỉnh sửa. Mình nghe người ta đọc, tức là người ta cũng đã sửa cho mình rồi. À. Quan hỷ đi ha. Rồi, bây giờ lá mùa xuân nè. Dạ, con kính lãnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính lãnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 363. Vô múc kha sằng giác tô phích khu mần tá phàn ni anuttato. Con xin đọc lại. Vô múc kha sằng giác tô phích khu mần tá phàn ni anuttato. Thato át thăng thăm măng chá bì chá đi bề tí má tí chá đi bề tí má thu rằng tí má thu rằng tá sa phà si tăng vô mu kha sằng giá tô phích khu mằng ta phà ni anuttato. Vô là chuyện âm thông thường, mu là đoạn âm, kha là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, man là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, pha đi là hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nút là trường âm nhấn, thá đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại hai câu này. Vô muốn khá sẵn giá tù phích khu mạnh ta phà ni anút tha tù. Vô muốn khá sẵn giá tù phích khu mạnh ta phà ni anút tha tù. Câu 3, câu 4. Ác thằng thầm mặn chá đi bề tí ma thu rằng tát xá phà xí tầng. Át là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đi bê là hai trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, thú
Tý má thú là ba đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tás là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Pha trường âm thông thường. Xí đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át thăng thăm măng cha đi bề tí ma thu rằng tát sa pha si tăng. Câu xin đọc lại câu toàn bộ. Yo mu kha sang yat to phích khu man ta pha. Câu xin đọc lại. Yo mu kha sang yat to phích khu man ta pha ni ta pha ni anut tha tô át thăng tham mang cha đi bề ti ma thu rằng ta sa pha si tăng yo mu kha sang ya tô phích khu man ta pha ni anut tha tô át thăng tham mang cha đi bề ti ma thu rằng ta sa pha tăng. Con xin kể. Yomukhasang yatofiku mantafani anuttato atang thammang jadi beti maturang ta safasitang. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ với bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 363. Yo mu kha sang yato phích kuman tavani anuttato atthang thammang cha di be ti ma tu rang tassava sitang. Dạ con phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Yo mu khang yato phikkhu man tavani anuttato. Yo là trường âm thông thường, mu khá là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn và khú là đoạn âm. Câu số 2, manh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, pha ni là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Thăng thầm măng cha đi bề ti ma thu răng tát sa pha si tăng. Và câu số 3, ác là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đi bề là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu số 4, má thú là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại nguyên câu. Yo mu kha sang yato phikkhu mantavani anuttato atthang thammang cha di be ti ma thu rang tassava sitang. Dạ, bây giờ con xin kể câu Pháp Cú 363. Dạ. Yo mu kha sang ya to phi ku man ta pa ni a nut kha to ak thang tham mang cha di be ti ma tu rang tang sa pa si tang. Dạ. Con đã phân tích xong,
Dạ, con đọc xong, con có sai, con mong ngài sửa lại giùm con ạ. Bây giờ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời bàn tay của Sư Kim ạ. Nam mô Bích Tha giá. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 363. Ôi, một, hai, có bao nhiêu? Một, hai, ba. Ba người nghe rõ. Tốt rồi, ba người tốt rồi. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Và con xin trả bài ạ. Bữa nay muốn muốn mỏi nhọn mà mệt quá. Trả bài cho xong rồi. Mới lâu nhà. Dạ con xin trả lại á. Vô mukha sang giá tô pikku bằng ta pha ni anukha tô ắt thằng thầm mằng cha đi phê tích ma thu rằng ta sa pha si tăng. Vô mukha sang giá tô pikku bằng ta pha ni anukha tô ắt thằng thầm mằng cha đi phê tích ma thu rằng ta sa pha si tăng. Vô trường âm thông mú khá hai đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm giá đoạn âm tô trường âm thông thường phí đoạn âm phí trường âm đọc theo phí trường âm ngắn khú đoạn âm thế nào cũng chữ măng trường âm ngắn thá tá đoạn âm pa ni hai trường âm thông thường á đoạn âm nút trường âm ngắn thá đoạn âm tô trường âm thông thường. Cái đầu nghĩ gì ta? Đọc lại câu 1, câu 2. Vô múc khá sẵn giá tô phích khu măng táp hà nì án núc thá tô. Phân tích câu 3 và câu 4. Ác là trường âm nhắn, thăng là trường âm tập theo giọng nguyên âm. Thâm là trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá đoạn âm đi phê hai trường âm thông thường, tí đoạn âm câu 4. Má thú hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tas trường âm nhắn, xá đoạn âm. Pa trường âm thông thường, xí đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Ác thăng thầm măng chá đi phê tích má thú răng. Tas sa pa sang. Đọc lại nguyên bài. Vô múc khá sang giá tô phích khu măng ta pa ni an lúc tha tô. Ác thằng thầm mặn cha đi phê tí mát thu rằng tát sa bà si tăng. Vô múc thá sẵn giá tô phích khu mặn ta phà nị á núc tha tô. Ác thằng thầm mặn cha đi phê tích mát thu rằng tát sa bà si tăng. Tỳ kheo chế ngữ miệng vừa lời không cống cao. Khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể luôn. Vô mục khá sáng gia tô bi khu, măng ta pa ni a nục tha tô, a thăng thăm mạnh cha đi phê tì, mà thu răng ta cũng xa ba si tăng. Vô mục khá sáng gia tô bi khu, măng ta pa ni a nục tha tô, ác thằng thầm mắng cha đi phê tì ma thu răng ta sa ba si tăng. Dạ con có sai xin sư sửa. Chết chắc rồi, không thấy ông cho cái bông nào. Chết chắc rồi. Hết giờ sư, tới giờ mà phân tích giải cho hết sư, tới giờ học hỏi sư ha. Con cảm ơn quý vị đã cho bông qua. Gia Nhật Hạ không có câu mánh ha. Bữa nay cô Kim chưa trả bài rồi đó. Sẽ biết nhà ngươi sẽ nói kêu ta lên, ta đi đọc trước. Con xin trả máy lại. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Quý Chư Tăng và các cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính trả bài câu pháp cú 363. Vô mu ca sang giá tô phi khu man ta pha ni anut tha tô ác thần thầm mằng cha đi tề tí mắt thu rằng ta sa pha si tăng. Vô mu ca sang giá tô phi khu man ta pha ni anut tha tô ác thần thầm mằng cha đi tề tí mắt thu rằng ta sa pha si tăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô là trường âm thông thường, mu khá là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, man là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, pha ni trường âm thông thường, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn,
Thá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yo mukha sang yato pikkuman tapha ni anuthato. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Át thằng thầm măng cha đi tề tí mát thu rằng tát sa phà si tăng. Át là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, đi tê là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má, thú là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ách thăng thầm măng cha đi tê tí mát thu rằng tát sa phà si tăng. Con xin đọc lại câu pháp cú 363. Yo mukha sang yato fikku man tapha ni anuttato athang tham mang cha di te ti matu rang tapha si tang. Dạ con xin đọc kệ ạ. Yo mukha sang yato fikku man tapha ni anuttato athang tham mang cha di te ti matu rang tapha si tang. Yo mukha sang ya to fikku man ta pha ni anuttato atang thammang cha di te te maturang tassa phasitang. Dạ con trả bài xong ạ. Con có gì sai xin nhờ sư chí đức sửa giùm con ạ. Con xin cảm ơn toàn thể đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con xin xin nhất ạ. Alo. Dạ, con cảm ơn quý cô chú cho phần viết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khà. Dạ, con kính lễ thượng tọa chí đức, lại Đức Pháp Trang cùng chư tôn Đức Tăng. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 363. Dô mũ khát sang gia tô phích khu mần ta phà nì anút tha tô át thằng thầm mặng cha đi bề tí ma thu rằng tát sa phà si tăng. Dô mũ khát sang gia tô phích khu mần ta phà nì anút tha tô át thằng thầm mằng cha đi bề tí mát thu rằng tát sắp và chi tằng. Dô là trường âm thông thường, mũ khá là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, măn là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, pha ly là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đi p là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má, thú là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dô mũ khát sang gia tô phích khu mần ta phà nì a lút tha tô áp thằng thầm mằng cha đi bề tí mắt thu rằng tát sa phà si tằng. Dô mũ kha sằng gia tô phích khu mằn ta phà lì a lút tha tô át thằng thầm mằng cha đi bề tí mắt thu rằng tát sa phà si tằng. Dạ con đã đọc và phân tích xong ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, con nuôi nhiều chó. Dạ, con xin sám hối đạo tràng ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ, con kính mời cô chú kế tiếp ạ.
Dạ, Nam Mô Phật Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, con kính hành lễ Chư Tôn Đức Thăng Ni, kính lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào đạo tràng, dạ, con xin trả bài lại, nãy con trả bài sai. Yo mukha sang ya to fikku ma ta tha ni anutta to at thang tham mang cha de be ti ma thu rang ta sa pha si tăng. Dạ con xin đọc lại. Yo mukha sang ya to fikku ma ta tha ni anutta to át thằng thầm mằng cha đề tề ti ma thu lần tassa phà si tăng. Còn còn đọc lộn còn quá dạ còn xin đọc lại. Yo mukha sang yat to fikku ma ta tha ni anutta to át thằng thầm cha đề tề ti ma thu lần tassa phà si tăng. Tỳ kheo chế ngự miệng vừa lời không cấm cao khi trình bày pháp nghĩa lời lẽ dịu ngọt ngào. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô mức tha sang yat to phích khu ma ta tha ni anut tha to át thăng thầm man cha đề bề ti ma thu rằng tassa phà si tăng. Dạ con xin trao mic lại cho ngài bắt đầu giảng dạy. Sa tu. Hôm nay tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao. Mười mấy vị lên để mà coi như tham gia, và chúng ta thấy rằng sai thì sửa, đó là tuyệt vời ha, đó là cái điều quan trọng ha. Ở đây chúng tôi chỉ chú ý quý vị trường âm đoạn âm, còn quý vị đọc mà có cái tập đi chút đỉnh không sao, nhất là ở đây có những cái vị mới mà để theo và hòa nhập với đạo tràng, đó là một cái điều mà chúng tôi không ngờ quý vị giỏi như vậy. Cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây tức là Sitina mới đến với đạo tràng, nhưng mà cố gắng vượt lên đồng hành với quý vị, đó là một điều chúng tôi hoan hỷ. Rồi cái xí tịnh tâm này chúng tôi cứ ngỡ đó là chiếc lá mùa xuân, nhưng ai ngờ không phải nè, nghe cái giọng đọc thấy là lạ. Cứ ngỡ là chiếc lá mùa xuân, ai ngờ đây cũng là một vị mới, nhưng mà coi như cũng tiến bộ rất là nhiều với Sitina này, hai vị này mới nhưng mà đã hòa nhập vượt lên chính mình. Quý vị làm cho chúng tôi coi như là thán phục. Đó là một cái tinh thần mà chúng tôi cảm thấy quý vị coi như rất là cố gắng, rất là cố gắng. Bởi vì ở đây quý vị biết rằng đã 12 năm rồi sinh hoạt, nhưng mà quý vị mới đến với đạo tràng mình mà thành công như vậy là chúng tôi không ngờ, không ngờ. Thay vì phá học lại từ đầu, nhưng mà quý vị đến với đạo tràng làm cho chúng tôi ngỡ ngàng luôn. Sitina này, Sít Tịnh Tâm này, rồi quá là hoan hỷ ha. Rồi Sít Nhật Quỳnh lặng bây giờ trồi lên chưa? Ủa có bông hồng trồi lên rồi. Trời ơi, trồi lên là bông hồng nở hoa liền ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Đi vào từ vận ha. Sĩ Thiền Vũ này cũng quá giỏi đi, mới đến mà quá cũng tuyệt vời. Cái giọng đọc mà chứ mà
rõ ràng nè, rồi coi như chính xác cái tiền vụ, một sự thành công mà chúng tôi không ngờ. Rồi chiếc Thanh Hoàng nè, chiếc Kim Nhung là toàn những huynh gia Nhật Hà, những vị mới mới, nhưng mà thật sự ra chiều sâu của quý vị là đã cũ rồi, tức là quý vị đã hiểu về giáo pháp, đã an trú trong pháp, cho nên khi mà cái giọng đọc về Bali hơi ngỡ ngàng một tí nhưng mà bắt nhịp, bắt nhịp rất là tuyệt vời, quý vị bắt nhịp hòa nhập và đồng hành với đạo tràng 12 năm, quý vị mới đến mà chúng tôi thấy rằng cái chiều sâu của quý vị không thể nghĩ bằng. Thôi thì bây giờ chúng ta đi vào từ vấn đề ha. Hôm nay sự tham gia của quý vị quá đông, chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi, câu đầu tiên, vô mục khách sân gia tổ phích khu, vô mục khách sân gia tổ phích khu. Câu này chúng ta thấy có ba từ, vô là một, mục khách sân gia tổ là hai, phích khu là ba. Chị vô có nghĩa là người nào, do cái đại từ gia, bởi vì nó đứng làm chủ từ. Bà tham an ai có cái chánh năng biện pháp tí, cái này gia biến thành vô, người nào đâu hữu chị Nhật Quỳnh biết hết luôn, chưa có giải thích gì hết mà đã biết, người nào, người nào lặng á, chắc là chưa đưa tay lên đọc á, gọi là người nào đó, đó là vô biết mình, cho nên chát đây là chính xác đây ha. Mua cái sân giá tô, mua cái sân giá tô, chữ mua khá và chữ sân giá tô, thì chữ mua khá nó là một danh từ trung tính, akran tanapum satalinga. Mukha là cái miệng ha. Mukha là cái miệng. Mà sanyato có nghĩa là chế ngự. Chữ sanyato hay là sanyato nó cũng giống nhau ha. Hai chữ này giống nhau. Thì chữ sanyato có nghĩa là chế ngự. Chế ngự. Rồi, chữ phích khu, quý vị biết rồi ha. Chế ngự lời nói, chế ngự miệng, rồi. Chế ngự miệng, chế ngự lời nói. Rồi, chữ phích khu là vị tỳ kheo. Thì cái câu đầu tiên này, tức là vị tỳ kheo chế ngự miệng, chế ngự lời nói. Rồi, câu số 2. Câu số 2. Mình ta phà nì anut tha tô. Mình ta phà nì anut tha tô. Câu số 2, hai từ. Mình ta phà nì là một, anut tha tô là hai. Mình ta phà nì do hai từ. Mình ta, đây là một tính từ, có nghĩa là nhã nhặn. Rồi pha ni đây là một danh tính từ, có nghĩa là người có lời nói. Manh ta pha ni có nghĩa là người có lời nói nhã nhặn, người có lời nói nhã nhặn. Manh ta pha ni. Chưa. Mình ta pha ni, người có lời nói nhã nhặn. Rồi, câu số 2, cái từ số 2, anuthato. Anuthato, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ anh ở phía trước. Tiếp đầu ngữ anh này
nó tương đương với chữ ná, với chữ á, có nghĩa là không. Rồi uttato do cái từ uttata, uttata đó là một cái dạng quá khứ phân từ. Uttata có nghĩa là cống cao ngã mạn, cống cao ngã mạn. Nhưng mà uttata này được chia theo chủ từ số ít Bhattamang Ekavachana Vipatti, cho nên uttata biến thành uttato, tức là người không cống cao ngã mạn, người không cống cao ngã mạn. Vậy thì cái câu số 2 này, Mantapani Anuttato, à, người có lời nói nhã nhặn, không cống cao ngã mạn, người có lời nói nhã nhặn, không có ngã mạn. Mình chào Sĩ Quang Thanh vừa đến với Pháp hội, không biết ở ngoài Bình Định bảo như thế nào mà quý vị vào room được là như vậy là thành công rồi, chắc là không sao ha. Bảo ngoài trời đâu có bảo trong lòng đâu ha. Rồi quý vị đến với đạo tràng là chúng tôi hoan hỷ, nhất là đại đức Pháp Trang ha. Bảo đã tạm rồi, đã tan rồi ha. Rồi vậy sướng quá, bảo ngoài trời tan nhưng bảo trong lòng có tan chưa đây không biết nữa. Chắc là tan rồi, cho nên để Đức Pháp Trang mới đến với đạo tràng nè, Sĩ Quang Thanh nữa nè, hoan hỷ hoan hỷ. Rồi bây giờ câu số 3 hả, câu số 3, câu ba ấp thân thầm măng chắc đi về tí, ấp thân thầm măng chắc đi về tí. Câu số 3 có 4 từ, ác thần là một, thăm măng là hai, chắc ba, đi bê tỷ là bốn. Bây giờ lôi dọn dàng anh à, dọn cái gì từ bụng chơi xong mà dọn cái gì. Chắc thân do cái từ ác tha, ác tha là một danh từ trung tính, ác lần ta nó phùng sắc tự ra. Ác tha ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao với pháp tí e có quá trình ác ta. Attha biến thành Atthan, Atthan có nghĩa là ý nghĩa, ý nghĩa. Rồi thầm măng, thầm măng do từ thầm má, thầm má là một danh từ nam tính, Akran Tap Phung Linh Ga. Và chữ thầm má này được chia theo đối các số ít đối tỷ giao quyền phát thí ế câu quá trình A, cho nên thầm má biến thành thầm măng. Thầm măng là giáo pháp, thầm măng là giáo pháp. Rồi chá là và, đây là một liên từ. Đi bê tí, đi bê tí ở đây là một động từ số ít. Động từ này có ý nghĩa là giải thích, làm cho rõ, giải thích làm cho rõ. Đi bê tí là giải thích, làm cho rõ ràng. Như vậy thì câu số 3 này ắt thân thầm mình chắc đi bề tí ha, giải thích rõ ràng ý nghĩa và giáo pháp, giải thích rõ ràng ý nghĩa và giáo pháp. Ok rồi, câu cuối cùng, ma thu rằng ta sapa si tăng, ma thu rằng ta sapa si tăng. Câu cuối ba từ ha, ma thu rằng là một, ta sa là hai, pha si tăng là ba. Ma thu rằng do cái từ ma thu ra,
Mathura, nó là một danh từ trung tính ha, Akrantanapum Sakalinga. Nhưng mà chữ Mathura này được chia theo đối cách số ít đối trị giáo quy pháp tỷ e có quá trình á. Cho nên Mathura biến thành Mathurang, có nghĩa là ngọt ngào, dịu ngọt. Mathurang là ngọt ngào, dịu ngọt. Rồi, chữ Tassa do cái đại từ ta. À, đại từ tá này là một đại từ nam tính ha, chứ không phải nữ tính nha. À, và đại từ tá này được chia theo sở hữu các số ít, à, tức là sát thí, quy pháp tí, e có quá trình á. Cho nên chữ tá biến thành tassa. Tassa là vị của vị ấy. À, chị Kim Nhung nói rằng chữ diệu á, không có e. À, chữ diệu không có e, à, diệu ngọt. Mà có chữ e trong đó thì coi như là sao mà diệu được, e càng rồi. À, e ẩm rồi sao mà diệu được, diệu, à, đúng rồi, chữ diệu không có e. À, cảm ơn chị Kim Nhung ha. Rồi, ta xa lực à. Không, mà không sao, cái này diệu ngọt của vị ấy, chứ không phải của quý vị đâu nghe. Quý vị ấy, rồi Pha Sĩ Tăng là sao? Chữ cuối cùng Pha Sĩ Tăng do từ Pha Sĩ Tá, nó là một danh từ trung tính Akrantanapum Sakalinga. Và Pha Sĩ Tá được chia theo đối cách số ít đối trị gia quy pháp tỷ có quá trình á. Cho nên Pha Sĩ Tá biến thành Pha Sĩ Tăng. Pha Sĩ Tăng là lời nói. Pha Sĩ Tăng là lời nói. Rồi, như vậy thì Mathurang Tassapha Sĩ Tăng, lời nói của vị ấy là dịu ngọt, là ngọt ngào. Rồi, sa thú chí tịnh tâm nghe rõ ha. Rồi, xong. Như vậy là câu Phật ngôn 363 cho chúng ta ý nghĩa. Vị tỳ kheo nào đã chế ngự miệng, có lời nói nhã nhặn, không cống cao, giải thích rõ ràng ý nghĩa và giáo pháp, lời nói của vị ấy là ngọt ngào. À, vị tỳ kheo nào đã chế ngự miệng, có lời nói nhã nhặn, không cống cao, giải thích rõ ràng ý nghĩa và giáo pháp, lời nói của vị ấy là dịu ngọt. À, rồi, ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: lành thay miệng lưỡi thiện tài, nói năng điềm đạm, khoan thai dịu dàng, nghĩa kinh khéo giảng, giọng vàng, chẳng kêu chẳng mạng, xứng hàng tỳ kheo. Lành thay miệng lưỡi thiện tài, nói năng điềm đạm, khoan thai dịu dàng, nghĩa kinh khéo giảng, giọng vàng, chẳng kêu chẳng mạng, xứng hàng tỳ kheo. Alo, quý vị còn nghe không? À, sao Sư Nhật Quỳnh sao im ru, im bờ ru nhé. Rồi, bây giờ coi như ngài Hòa Thượng Minh Châu này với cái thể thơ ngủ ngon này: tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa lời lẽ dịu ngọt ngào. À, tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa lời lẽ dịu ngọt ngào. Wow. Rồi, như vậy chúng ta cũng đi vào phần từ vựng xong ha. Trong phần từ vựng này có ai thắc mắc gì không?
thắc mắc thì đưa tay nghe gầy gáy nhưng không lớn. Các từ của qua nãy giờ nó khang khổ luôn, mà không chịu nghe, chỉ nghe mấy con gà ha. Sao mà phóng tâm dữ vậy ha? Người nói không cần nghe, nghe con gà nó nói ha. Này chắc là người có trang quá rồi ha. Quý vị biết người có trang không? Người có trang tức là cái người mà hiện tại không nắm giữ, không chú tâm, không có niệm, mà toàn là nghĩ cái chuyện ở ngoài đề không à, cổ đế vậy đó. Nghe chuyện đó và nghe luôn tiếng gái luôn hả, con gà. Trời ơi, một đêm một thôi, nhiều đêm một quá thì bảo đảm trước sau cũng đi yêu vô bệnh viện tinh thần à. Một đêm một nghe, nhiều đêm một quá nguy hiểm. Rồi bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Nghe duyên sự nè. Tu Phật ngôn phần để đưa lên nghe bài học đó cha. Nhưng duyên sự mà không thấy bài học thì người ta nghĩ cái gì đâu, sự gì đâu, chứ không phải cái sự này ha. Rồi cảm ơn Thiên Nhật Quỳnh. Vô mô khát sầm giá tù phích khu mình ta phà nì anut thà tổ ác thần thầm mình cha đi bề tí mu thà rằng ta sa phà si tầng đi theo chế ngự miệng vừa lời không cống cao khi trình bày khóc nghĩa lời lẽ dịu ngọt ngào. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến một vị tỳ khưu tên là Kokalika. Nhớ tên vị này ha. Vị tỳ khưu Kokalika ở trong tạng kinh này có ghi lại như thế này. Vị tỳ khưu Kokalika đã đến ý kiến bậc đạo sư và ý kiến vị đạo sư thì đã đến gặp Đức Phật. Nhưng mà rồi sao vị tỳ khưu này lại tái sinh vào địa ngục? Cho nên các vị tỳ khưu mới thắc mắc bàn cãi với nhau tại giảng pháp được. Vị này tỳ khưu này có duyên đến gặp Đức Phật, nhưng mà tại sao không sanh vào nhàn cảnh, không đạt được những cái quả vị hưởng được hương vị của giáo pháp, mà vị này lại rơi vào địa ngục, đọa vào khổ cảnh? Thì các vị tỳ khưu mới ngồi bàn luận với nhau. Tỳ khưu Kokalika đã bị tổn hại là do sự lăng mạ làm nhục hai thượng thủ tinh văn, đó là Ngài Sariputta và Ngài Moggallana. Hủy bán các bậc thánh, cho nên cái tội đó đã chia đại tăng nữa chứ. Chính cái tội đó đã làm cho vị tỳ khưu Kokalika này đọa vào địa ngục. Khi mà bàn tính như vậy thì Đức Phật Ngài ngự đến, và khi Đức Phật ngự đến tại giảng pháp đường này, Ngài đã ngồi nơi cái vị trí của Ngài, tức là có một cái pháp tọa đã chuẩn bị sẵn. Đức Phật ngự đó và hỏi rằng: này các tỳ kheo, các ngươi hội họp cùng với nhau để bàn luận về vấn đề. Thì các vị tỳ kheo trình lên Đức Phật là đang thảo luận, là một người hữu duyên gặp bậc đạo sư như vậy mà tại sao rớt vào địa ngục. Thì Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, trong phải bây giờ tỳ khưu Kokalika bị tổn hại đâu, mà ở trong quá khứ Kokalika cũng bị tổn hại như vậy rồi. Tức là quá khứ là cái nhân, để rồi bây giờ cái quả nó cũng giống nhau.
Rồi theo lời thỉnh cầu của các vị tỳ kheo, Đức Phật ngài mới nói lên bổn sanh. Trong quá khứ có một con rùa sống một tại một cái hồ nước ở trong rừng tuyết lạnh. Rồi có một hai con hạc, nó thường bay đến hồ đó để tìm vật thực. Rồi hai con hạc này nó kết bạn với con rùa, kết bạn với con rùa thực tế chứ không phải kết bạn như trên Facebook ha. Rồi khi mà kết bạn với nhau thì thân thích với nhau, rồi hai con hạc đó nó mới hỏi con rùa: này bạn, nhà tôi ở trong cái hang núi Giết Tắc Cù Tá ở trong rừng tuyết lạnh, bạn có muốn đi đến nhà của tôi chơi hay không? Thì con rùa nói: này bạn, tôi đi với phương tiện như thế nào, nghĩa là xa quá làm sao mà đi được. Thì hai con hạc nó mới nói: chúng tôi sẽ mang bạn đi nếu mà bạn giữ được cái miệng của mình. Con rùa nghe cũng ngộ ngộ quá, rồi nó nói: được được, tôi sẽ giữ cái miệng của tôi, hai bạn hãy đưa tôi đi trong biết đó biết đây. Rồi hai con hạc nó được. Rồi hai con hạc đó nó mới cho con rùa ngậm một cái khúc cây, ngậm một khúc cây, còn hai con thì ngậm hai đầu, tức là con rùa thì ngậm ở giữa cắn khúc cây, rồi hai con hạc thì ngậm hai đầu, rồi cất cánh bay lên. Khi mà bay ngang qua kinh thành thì một con đích nó trông thấy con rùa bay như vậy, ô nó la lên: ngộ quá bà con ơi, hai con rùa biết bay, con rùa biết bay. Khi mà con rùa nó nghe như vậy thì nó nói: cái này đâu phải mình đâu có cánh bay, nhưng mà mình bay được là do hai con hạc. Cho nên con rùa nó mới cải chính thôi: bạn của ta mang ta đi, chứ bọn mày nói như vậy là ngu quá rồi. Mấy đứa mày nói vậy là ngu rồi, ta đâu có cánh mà bay. Nhưng bạn của ta cho tao bay nè. Khi mà con rùa nó phân tích cho cái nhóm trẻ ở trong thành phố nghe như vậy thì nó mở miệng ra trả lời, thì lập tức nó rơi xuống đất. Bây giờ thì hai con hạc bay ngang qua hoàng cung của kinh thành Varanasi, con rùa nó rơi xuống ở sân chầu, bể ra hai mảnh, chết ngập chết tại chỗ. Thì bây giờ Đức Phật mới ôn lại cái bổn sanh. Ngài nói rằng con rùa mình thốt lên lời nói tự nó giết chính nó, trong khi khúc cây mà mình đang ngậm chắc rồi nhưng mà đã giết mình chính với cái lời nói của mình. Thì người mà thấy được cái nhân đó thì hãy nói lên cái thiện ngôn hợp thời, giống như con rùa mà nó thiệt mạng, tức là nói lên những cái lời phi thời, tức là không nên nói. Và Đức Phật ngài trên cái này: chư tỳ kheo, để thường vị tỳ kheo hãy là người thu thúc cái khẩu hành thường xuyên, cho nên phóng dật có cái tâm an tịnh, tức là nói đúng luật đúng thời, chứ không nói bậy bạ ha. Rồi khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà quả. Trong cái duyên sự này chúng ta thấy rằng tỳ kheo ác khẩu bị tiêu vong, khi mắng ngài thượng thủ xong, kiếp trước đã từng không giữ miệng, nát thay mất mạng giữa sân rộng. Hai con hạc bạn rủ rùa đi, viễn cảnh tuyết sơn chơi một khi, hai hạc hai đầu rùa chính giữa,
ngọn cây gậy cứng, vội cao phi. Lũ trẻ đang chơi thấy chú rùa hạt đưa bay đến trước đền vua, đồng thanh hô lớn kêu là lạ. Rùa há mồm ra để phân bua, Phật dạy tỳ khưu chế ngự lời, khéo khôn mở miệng hợp theo thời. Giảng kinh thích nghĩa đừng kêu mà, diệu một thanh lương thuyết phục người. Alo, còn nghe không đây? Không biết nữa. Quý vị còn nghe không? Rồi, bây giờ hỏi chị Thiền Vũ nè. Chị Thiền Vũ nè, là người cũng mới đến với đạo tràng ha, nhưng mà có một sự tinh tấn, có một sự hòa nhập, có một sự vươn lên. À, chị Thiền Vũ à, có nghe là giọng kinh, giọng kệ nè, rồi trong cái vấn đề mà đến với đạo tràng đã tiếp thu một cách rất là nhanh chóng. Vậy thì qua câu Phật ngôn, qua duyên sự của câu Phật ngôn này, mời sư Thiền Vũ có ý kiến. Alo, alo, sư Thiền Vũ có ý kiến thế nào? Có sao nói vậy người ơi ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ thì con cũng được nghe người đời cũng giống như các quý sư giảng pháp nói rất nhiều là mình phải nên giữ lời nói của mình, không có được cái khẩu nghiệp mà không tốt đó, thì nó cũng sẽ gây ra cái nghiệp rất là không tốt. Nên là con cũng thấy cái bài này sư giảng, con càng hiểu thêm cái điều đó. Con nghĩ là một lời mình nói ra không những là không tốt cho mình mà có thể làm tổn thương những người khác đó. Nên phải rất là cẩn thận. Thậm chí con còn nghĩ chứ cái nghiệp xấu cho mình, cái tổn thương của mình thì do mình làm mình chịu. Còn nếu mà mình làm tổn thương người khác đó thì nếu là con thì con sẽ nghĩ là con sẽ khó chịu lắm, tại vì người ta không làm gì mà mình lại làm ảnh hưởng người ta. Đấy là theo cái con hiểu lời dạy của sư ạ. Con xin sư sửa cho con ạ. À, xà thù, xin Thiện Vũ. À, nói ít nhưng mà rất là có ý nghĩa. À, có nghĩa là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ha. À, đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là quan hỷ. À, sư Thiền Vũ trình bày một cách ngắn gọn mà rất là rõ ràng, xúc tích. À, và nếu trong tương lai hoặc là trong cái kiếp này, à, đối với giáo pháp, à, chúng tôi cũng có cái sự phóng dật. À, tức là nói năng nó cũng không được, à, không được từ tốn, không được dịu ngọt, không có tốt đẹp. À, và nếu mà quý vị thấy một ông sư nào, à, trong hiện tại này mà miệng méo á, à, méo miệng hay là thụt lưỡi đi, thì chắc là cái người đó là chính cá nhân của chúng tôi. Bởi vì khi mà trình bày giáo pháp mà có cái tâm mà nó phóng dật, à, bất kính, thì đó là một cái vấn đề vi phạm pháp. À, cho nên, à, quý vị nhiều khi cũng quan hỷ, à, chúng tôi có những cái lời nói không được khiếm nhã, à, không được tốt đẹp, à, chẳng qua là muốn tạo một cái không khí để cho quý vị coi như, à, nắm bắt để theo dõi. Chứ nếu mà giáo pháp mà chúng ta trang nghiêm quá thì trừ trường hợp lên pháp tọa, chứ còn ở đây á, thì cái lời nói của chúng tôi muốn cho quý vị vui vui để tiếp thu mà có một cái không khí cơ mở, à, quý vị mới học được chứ. Còn nếu mà trang nghiêm quá thì xin lỗi quý vị lên mạng
là coi như đau xuống là coi là cái gì được cái nấy. Ông thầy Google là ông thầy đó cũng giỏi lắm. Còn chúng tôi không phải là ông Google, cho nên không có hợp gu quý vị. Mà muốn hợp gu quý vị thì chúng tôi cũng phải có một cái sự coi như thoải mái một chút, để cho quý vị thông cảm. Khi quý vị mà cảm thông rồi thì quý vị mới tiếp thu dễ dàng chứ. Chứ còn không thì Chích Nhật Nhật Quỳnh phản đối liền á, đưa tay nè. Rồi bây giờ đưa tay phản đối chuyện gì, nói đi. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Xích Kim, cảm ơn Thiền Vũ, cha Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Bình kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Tịnh Tâm. Cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Đúng là con đưa tài phản đối sư đó sư. Ngài nói ngược đời quá, nên phải đưa tài phản đối. Đạo tràng có đồng ý Nhật Quỳnh không? Ngài dạy cho chúng mình học, chúng mình tiếp thu bài được. Và Ngài rất là tận tình, thức khuya dậy sớm để dạy. Có bữa thì không dậy nổi, như Quỳnh phải phân tới phân lui để dựng ngày dậy. Mà bây giờ Ngài nói là tôi dễ vui, tôi thế này, tôi thế kia, là con đưa tay phản đối liền. Nếu mà không có Ngài, ví dụ như chúng con mà học kinh như Pháp đi, Quỳnh thầy kinh đưa ra những bản Bali như vậy, nếu mà tụi con mà không được Ngài dạy thì lên thì có nước mà ác khẩu luôn, chứ đọc được cái gì. Quý vị có đồng ý Nhật Quỳnh không? Dạ, có đồng ý Nhật Quỳnh là vậy không? Nếu mình không được Ngài dạy Bali thì chỉ có nước á khẩu thôi, chứ ở đó mà đọc. Thầy kinh đâu có dạy mình một chữ Bali nào đâu. Thầy nói rằng có Ngài Trí Đức dạy rồi, thầy đâu có dạy đâu, lên đọc đi. Đọc rồi thầy ngồi thầy nghe, ai sai thì cho cho điểm ít. Bây giờ lúc này không có điểm rồi, nhưng mà cho bằng cái sự xá thú nha. Chứ còn đâu có nói cô này chú kia đọc cái từ này sai và đọc lại gì đâu. Nên Ngài nói là con phản đối luôn. Dạ đó, con nhà thấy không, con nói là đạo tràng đồng ý luôn. Còn thí dụ như cái câu này hồi nãy con nghe Thích Thiện Vũ chia sẻ, con cũng rất là hoan hỷ, con cũng đồng ý như vậy. Thì hồi trước mình không có học Pháp á, không có Đức Phật dạy, thì mình muốn nói gì mình nói. Nói sao, ví dụ như ai chọc mình hoặc ai nói trái ý mình đi, mình có thể sổ ra được. Nhưng mà bây giờ mình học rồi, lời nói mình rất là quan trọng. Nhất là mình đừng có làm, đừng cái gì lời nói mình mà làm người ta tủi thân, người ta xấu hổ. Ví dụ như lên học bài đi, mình nói như thế nào để ta lên ta trả bài nhà cho quan hỷ, mặc dù ta có sai chứ không phải là ta đúng, nhưng mà mình nói để mình khuyến ta, để người ta còn đọc sai mà biết mình sai thì mình người ta sẽ sửa được. Thì con nghĩ cái đó là con muốn nói, chứ còn mà nói để người ta tủi thân rồi người ta ngại ngùng, người ta không dám nên trả bài, con nghĩ đó là một cái nghiệp. Mà chính bản thân con thấy là có những vị có những cái giọng nói rất là, con nghe rất là ngọt ngào. Con không có dám nêu tên ra đây, tại vì nói ra thì mình có chút thiên vị. Nhưng mà thật sự khi con nghe những cái giọng nói như vậy thì con nói ôi chà, sao những vị này biết làm phước quá, đời trước biết làm phước quá nên đời này có được một cái giọng nói. Có nghĩa là người này đã từng nói những lời tốt đẹp thì đời này mới được cái giọng nói đi vào lòng người. Còn bản thân con thú thật với đạo tràng là con không tự tin với giọng nói của con chút nào hết. Dạ, và không có tự tin với con chút nào hết. Tại vì con cũng đã từng tập tiếng vài năm luôn. Con thấy người khác đọc kinh, con rất là vui. Và con
nguyện làm sao cho con hết cái tắc biến này để con được tập kinh. Và cái lời nguyện con thấy rằng con đã làm được. Thì bây giờ con đọc được đó, nhưng mà thật sự con không có tự tin ra cái giọng của mình đâu. Nhưng mà con cố gắng, con rất là cố gắng và rất là hoan hỷ khi con được đọc Bali. Đây là cái lời chân thật của con. Dạ, bây giờ thì con xin phép được trả bài. Rồi sau đó con có sai ngài chỉ dạy cho con sửa. Tại lúc này con có một nhiều việc, con không thể ngồi trước đạo tràng. Dạ, nên con chỉ lặng rồi con trồi lên thôi, chứ con không có ngồi trước đạo tràng được. Con mong quý ngài và quý anh chị em đạo hữu hãy quan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Dạ, Nhật Quỳnh có bị kẹt một chút xíu quý vị, nên Nhật Quỳnh không có thể ngồi trước đạo tràng được. Để tặng những cái hoa hoặc là phất bài lên cho quý vị được. Quan hỷ cho Nhật Quỳnh nha quý vị nha. Dạ, dạ, con xin trả bài ạ. Thật sự là con chạy hoài, con rất là mệt. Dạ, con chạy ra, chạy vô. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Yo sukha sang yato bhikkhu man tapani anuttato atthang thammang chadi beti mathurang tat sapha sitang. Yo mukha sang yato bhikkhu man tapani anuttato thăng thầm măng đi bề ti mát thuốc rằng ta sát pha si tăng. Tỷ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. Dạ, đây là bản chữ ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Vì vậy duyên, vì khóc giữ vậy duyên. Dạ, con xin được kể ạ. Con xin phép, con không có phân tích ạ. Yo su kha sang ya to pik khu man ta pa ni anut ta to a thang kham mang cha de be ti ma thu rang ta sa pha si tang. Yo mu kha sang và tổ vịt khu man ta pha ni a nuốt tha tô a thằng thăm măng cha đi bê ti ma thu răng tát sa pha si tăng. Dạ, con xin phép được xuống mít, con có sai ngài chỉ dạy cho con sửa. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính dân mít đến đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xuống mít mà Nhật Quỳnh không thấy vị nào cầm mít hết. Con cũng không thấy ngài Trí Đức cầm mít nữa. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ. Dạ, còn vị nào chưa kể bài không? Dạ, nếu chưa có vị nào chưa kể thì đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh bữa nay thấy sinh viên kể bài cũng hay lắm ấy chứ. Vậy mà cứ rung làm sao? Dạ, kính mời đạo tràng ạ. À, mời quý vị có thể đưa bàn tay lên. Đồng hồ của Nhật Quỳnh còn có 5 phút nữa thôi. Hay là ngày giao mít rồi, ngày chạy mất tiêu rồi.
Dạ sa thủ con kính nhân biết đến đại đức Pháp Trang. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thành chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ tại thấy Chích Nhật Quỳnh lên trả bài xong, cũng không thấy ai để giơ bàn tay để đọc bài. Thì sư cũng giơ tay để đọc bài để cho có không khí chút xíu. Thì cơn bão tại Bình Định cũng vừa qua, cũng an toàn, tốt đẹp. Thì hôm nay thì sư cũng để ôn bài để cùng với quý vị. Chắc cũng sắp sửa hết giờ và để cũng để kết thúc cái buổi học sáng hôm nay luôn á. Nhà bây giờ bây giờ chúng con xin được phép đọc câu pháp cú số 363. Yo mukha sang yato fikku man tapani anuttato at thang tham mang Yo mukha sang yato fikku man tapani anuttato at thang tham mang cha di pe ti anu anut matu rang ta sa pha si tang yo mukha sang yato fikku man tapani anuttato át thằng thầm mang cha đi về tí mắt thu rằng ta sắp phà si tăng dù mua khách sạn gia tổ phích khu mạnh ta phà ni anh út thá tổ át thằng thầm mang cha đi về tí mắt thu rằng ta sắp phà si tăng dù mua khách sạn gia tổ phích khu mạnh ta phà ni anh út thá tổ át thằng thầm mang cha đi về tí mắt thu rằng ta sắp phà si tăng chỉ theo chế ngự miệng vừa lời không cống cao khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào và bản dịch của thầy Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ con đã đọc bài xong rồi. Dạ. Bây giờ dạ phút chút luôn rồi. Dạ bây giờ không biết ngày. Các ngày Chí Đức ngày không có trước máy. Dạ. Yeah. Ngày không có trước máy nên ra chúng con cũng xin đại diện ngày giờ Chí Đức cũng như Chí Tôn Đức để vô. À dạ. Yeah. À, có ngày trước máy. Dạ. Yeah. Dạ giờ chúng con xin cung thỉnh ngày trở lại với đạo tràng để kết thúc buổi học sáng hôm nay và bữa ngày. Dạ con kính dâng mít đến ngày ạ. Mô Phật Thầy giá. Sa thú để Đức Phật Trang bảo ngoài trời bảo trong lòng vậy mà để Đức Phật Trang nói an toàn, cơn bão đi đến an toàn. Sa thú đó là một cái vấn đề mà đạo tràng rất là hoan hỷ. Bình Định không phải là bình địa ha, cơn bão tới mà an toàn. Trong khi đó trong rung của chúng ta thì quý vị biết thời gian gần đây thì sĩ Trà My không có đến với đạo tràng. Trà My với cái nickname là Liên Hoa đó không đến với đạo tràng, bởi vì sao? Tại cái huyện Nam Trà My, cái xã mà Trà Quân, thì tại Trà Len này 53 người do cái cơn bão nó bị vùi lấp ở dưới đất. Thì đây là một cái điều mà một cái sự sạt lở kinh hoàng ở tại cái xã Trà Quân, huyện Nam Trà My. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng
một con ngựa đau cả đầu không ăn cỏ, mà quê hương của chiếc Trà My, tức là chiếc Liên Hoa, đã có cơn bão đi qua và 53 người đã nằm ở tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Rồi, và đó cũng chính là quê hương của chúng tôi, quê hương ở tất cả những cái phước báo mà chúng ta học hỏi về giáo pháp, chúng ta tạo nên những cái thiện sự, với những cái thiện sự này, với những cái phước này, chúng ta hướng về những người đã nằm xuống để san sẻ, để coi như là an ủi cho những cái vong linh kia hướng được một phần nào sự an vui, cũng như là ân tiêm công đức của giáo pháp, và họ sẽ được siêu thoát. Thì mong quý vị cùng hoan hỷ hướng tâm. Riêng ở Bình Định thì Đại Đức Pháp Trang nói là an toàn, đó là phước của Bình Định, của chùa Phước Quang. Còn những cái người bất hạnh thì chúng ta cũng nên có cái tâm tế độ, nghĩ tưởng đến để san sẻ một phần nào cái sự an vui của mình đến cho được bất khó. Rồi, sa thú, hôm nay tinh thần học hỏi của quý vị rất là tuyệt vời. Mười mấy người luôn, chứ không phải là một hai nha. Có nhiều bữa năn nỉ không ai chịu lên, nhưng mà hôm nay cái tinh thần học hỏi của quý vị quá cao đi, tôi rất là thán phục. Trên 15 người tham gia sinh hoạt trong cái cầu vật hôn này, chúng ta thấy có ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Có ba cái nơi đem mà tạo nghiệp. Thân thì có ba, ý thì có ba, nhưng mà cái khẩu này, chế ngự miệng này, cái khẩu này có tới bốn luôn. Chúng ta thấy hai lỗ tai, hai con mắt, hai cái lỗ mũi, nhưng mà cái miệng chúng ta chỉ có một. Nhưng mà chỉ một cái miệng này á, núi ăn cũng sập luôn, cả một núi vàng, núi bạc ăn cũng sập luôn. Mà cái miệng của chúng ta cũng nói lên một cái lời nói mà tan nhà nát cửa cũng do cái miệng này, tức là ăn nói bậy bạ rồi cũng do cái miệng này. Người ta lại suy nghĩ rằng tu là do cái miệng, chấp nhất trên cái vấn đề ăn uống cũng do cái miệng này, để rồi phải trái hơn thua nó khổ đế rồi cũng do cái miệng này. Mà chính cái miệng này tới bốn luôn, trong khi cái thân có ba, cái ý có ba thôi thì bớt nói thì tốt hơn, phải không? Nói nhiều quá thì nó sinh ra nhiều chuyện, mà nói ít thì nói mình câm, khổ lắm. Thôi bây giờ cũng hết giờ rồi ha. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả, rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành, bố thí và tâm thiền, chúng hoa lực vô biên, chia toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê ná sát cháu quá chê ná sáu thủ vố vô tụi sáu bạc đà. Do lời chân thật này chúng dân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hài Nhã. Xin mời sĩ Hồng Nhật quan hệ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Chúng ta đồng tụng một lời kinh để hướng nguyện phước lành, mong rằng các bậc hữu ơn thầy tổ hóa vạn được đầy đủ phước báo, và mong cho tất cả những ai đang sống trong đau khổ sự hết khổ, đang sống trong sợ hãi hết sợ hãi, và đang sống trong sầu bi hết sầu bi. Nam mô Bụt Sư, Nam mô Bụt Thầy.